trên đường đi anh em sẽ gặp tấm bia các tông có in hình misty light tạo hình của bà ta không dựa theo bất kỳ con quái vật nào mà giống với một người thật hơn với váy yếm dài nhưng cũng giống cô giáo thật Cuối cùng nhân vật chính cũng đến được phòng có máy phát điện, thế nhưng lúc nạp năng lượng cho máy phát, Miss Delight bằng xương bằng thịt đã xuất hiện và đập nát cỗ máy bằng một cây chùy. Các bộ phận trên cơ thể của Miss Delight sau 10 năm đã mục nát gần hết, khiến cho hình dạng của bà ta bây giờ trông cực kỳ khủng khiếp và bà ta chỉ di chuyển khi nhân vật chính không nhìn vào bà ta. Kế hoạch phá sản và còn bị Miss Delight truy sát nữa nên nhân vật chính phải nhanh chóng bỏ chạy. Và chỉ khi chúng ta thoát được khỏi bà cô giáo này sau khi gạt công tắc khiến cánh cửa sập đè chết bà ta, tí nữa là bà ta vô được tôi rồi anh em ạ không còn đường quay lại nhưng vật chính chúng ta đành phải đi sâu vào bên trong play hơn và anh cũng nhặt được một trang bị để bổ sung cho chiếc grab pack của mình đó là súng bắn pháo sáng thứ sẽ vô cùng hữu ích trong việc giúp anh em sống sót lối đi duy nhất ở đây dẫn chúng ta sâu xuống dưới lòng đất nơi có một hệ thống hàng động khổng lồ ở dưới này cũng không có gì đặc biệt trong nơi này giống như một công trường xây dựng có vẻ như công ty playtime đang muốn mở rộng thêm một khu vực đó dưới này cũng không có món đồ chơi quái vật nào để săn lùng anh em cả nên chỉ cần tranh thủ giải đố thật nhanh để còn đi tìm đường lên mặt đất thôi nhưng mà dưới đây có một khu vực trông rất là kỳ quái đó là một hình nộm giống người đang đứng ở phía trước rất nhiều xác của những món đồ chơi khác nhau